Nhiệt độ ở thủ đô Moscow của Nga ngày hôm qua đã xuống âm 27 độ C. Đây là mức nhiệt độ thấp nhất trong vòng 74 năm qua ở thành phố này. Cơ quan khí tượng của Nga cho biết là mức nhiệt này lạnh hơn từ 13 đến 15 độ so với nhiệt độ trung bình vào thời điểm này mọi năm. Cơ quan này cũng dự báo là thời tiết lạnh khắc nghiệt ở Moscow sẽ kéo dài cho đến ngày 7 tháng 1 tới. Giới chức thủ đô đã đưa ra mức cảnh báo màu cam về thời tiết và kêu gọi người dân cần thận trọng trước nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Lễ hội câu cá trên băng thường niên nổi tiếng thế giới Sanchoneo Guacheon sẽ khai mạc vào cuối tuần này tại thị trấn miền núi Guacheon thuộc tỉnh Gangwon của Hàn Quốc. Lễ hội sẽ kéo dài từ ngày 6 tháng 1 cho đến ngày 28 tháng 1. Điểm nhấn của lễ hội chính là hoạt động bắt Sanchoneo, tên của một loài cá hồi núi chỉ sống ở vùng nước ngọt rất sạch. Ban tổ chức cho biết đang có kế hoạch thả 160 tấn cá hồi núi nêu trên xuống dòng sông băng với diện tích là hơn 60.000 m2. Dự kiến sẽ có khoảng 100.000 du khách quốc tế trong mùa lễ hội năm nay. Lượng khí thải CO2 của Đức trong năm ngoái đã giảm xuống mức thấp nhất trong 7 thập niên qua. Điều này có được là nhờ nền kinh tế lớn nhất châu Âu giảm sự phụ thuộc vào than đá nhanh hơn dự kiến. Năm ngoái thì Đức đã phát thải 673 triệu tấn khí nhà kính, giảm 73 triệu tấn so với năm 2022. Đây là mức thấp nhất kể từ những năm 50 của thế kỷ trước. Tuy nhiên thì Berlin vẫn cần nỗ lực hơn để có thể đạt được mục tiêu cắt giảm 65% lượng khí thải nhà kính vào năm 2030, tiến tới trung hòa carbon vào năm 2045.